lần tuyển gì đôi ti âm vi sân sa nâng ca cha mi con em hãy lòng thành tỉnh xin quy tăng lần tuyển gì ta ti âm vi bút đăng sa nâng ca cha mi con em hãy lòng thành tỉnh xin quy phật lần thứ ba ta ti âm vi sắc mong sa nâng ca cha mi con em hãy lòng thành tỉnh xin quy pháp lần thứ ba ta ti yam vi sang kang sa nang ga cha mi con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba bụt thăng saranang ga cha mi con em hết lòng thành kính xin quy phật thầm mong saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy pháp sang khang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy tăng du thị giám vị bụt thăng saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ nhì Đủ thị giám vị thẩm mong saranam ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì Đủ thị giám vị sang khang saranam ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì Ta thị giám vị bụt thăng saranam ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y phật lần thứ ba Ta thi yam vi thẩm mong saranam ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba Ta thi yam vi sang khang saranam ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Thi saranam ga cha năng ni thi tăng pháp quy tam bảo chỉ có bấy nhiêu a ma ban te dạ con xin vâng ba na ti ba ta veramani sa bất năng samani dạ mi còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự sát sanh A đinh na đa na Vệ ra ma ni sa kho bất thần sa ma dạ mi Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trộm cắp Ca mê su mi cha cha ra Vệ ra ma ni sa kho bất thần sa ma dạ mi Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mu sa wa da veramani sikha buddhan samadhiyami còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối sura me rayama chapama dathana veramani sikha buddhan samadhiyami còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự dễ uống rượu và các chất say Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami con xin vâng những điều học là cố ý chánh xa sự sát sanh Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami con xin vâng những điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp Kamesu Nichachara Veramani Sikha Padang Samadhiyami con xin vâng những điều học là cố ý tránh xa sự tà nhâm Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami con xin vâng những điều hoặc là cố ý tránh xa sự nói dối surame rajapamatathana veramani sikkhapadang samadhiyami con xin vâng những điều hoặc là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say
Imani bancha sikha badhani sa dhukang tatua ngap bamade nani chakalang samarakhita bang. Như Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải là người hành được trong sạch, đừng có dễ vui. Amma Bante, dạ con xin vâng. Silena sukatinjanti, silena phukasambhadan, silena niputinjanti tasmai, silang vichom thaye. Các chúng sanh nên sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thứ sa thứ lành thay. Un ta mang ghe na wan de hang pa ta pa sum pa un ta mang un the yo kali to do so bún thô các mắt tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đức Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cứ xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta măng ghê na quan đề hăng thẩm măn cha tu biết thăng quá răng thẩm mê yô kha lý tô đồ sô thẩm mô kha mắt tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uống ta măng ghê na hoan đề hằng sẵn khăn cha tu vi thông ta măng sẵn khê vô cả lý tô đồ sô sẵn cô các mắt tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con được tròn đủ phước báo. Dạ thưa con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Ta sẽ thô xà rì bồ tô chá đặc khí nê hoa mạng xê mọc gà la nô phù rà tô bí tà cà tây yăng bạch chí mê mà mạ a nan đô kỳ nà sá hoa chá tôn đi xà. Sà mạng ta lô ká bà la chá in đá đê hoa sá phâm mạ ca ê tê sá ngà nú phá quê nà sá bè phá yá u bạch sá hoa hà nê ká an tá rà yá bì vi nà sán tu hoa xê. Tốt ngự trên đầu, quay mặt xá lợi Phật, quay trái kiền liên hầu. Trước mặt là thâm tạng sau lưng A Nan chầu bố vương A La Hán để thích lẫn phạm thiên vô oai lực pháp màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả điều lo âu xin được mau tiêu diệt. Phật quả tu sắp và mẫn ca lăng ra khanh tu sắp và đệ quả ta sắp và bụt đá hai nụ pha quê nà sà đà sô thi. Phật quả tu tê phụ quả tu sắp và mẫn ca lăng ra khanh tu sắp và đệ quả ta sắp và thâm ma. Nụ pha quê nà sà đà sô thi. Phật quả tu tê phụ quả tu sắp và mẫn ca lăng ra khanh tu sắp và đệ quả ta sắp và sẵn ca hai nụ pha quê nà sà đà sô thi. Phật hoàn tụ tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sau ảnh thất lạc thô chú vị tổ vô tu nó hộ vô tất cả chân hệ hà rô vô chú vị tổ. Hồi xa sắp bế nhà thích vi xa thà la thà sư tà vô rô na hà bồn thà xa xa nê à rô ga sư tà. Hồi xa sắp bế nhà thích vi tệ à thà la thà sư tà vô rô na hà bồn thà xa xa nê à rô ga sư tà hô thà xa sắp bế. Hị nhà thích
Xin cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thức lành thai. Chúng con thành kính tri ân Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Asatta Chabumata Devanaga Mahitika Punyano Anumodantu Chiram Rakhantu Sasanang Akasatta Chabumata Devanaga Mahitika Punyano anumodantu chiram rakhantu no garu akasattha chabhumattha devanaga mahittika punyano anumodantu chiram rakhantu nyatayo akasattha chabhumattha devanaga mahittika punyano anumodantu chiran rakhantu panino akasattha chabhumattha devanaga mahittika punyano anumodantu chiran rakhantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Lòng vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp độ chúng lên thiên đàng. Cũng trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chữ thiên phạm thiên cùng là, vật trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biến hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện ngay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hướng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, với nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cung dường, hoa thành thực phẩm mùi hương ta thành. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quá phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thân niết bàn. Hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thạnh đòn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Y đăng nô nha thi đăng hồn tu sư khi tha hồn tu nhà ta vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui. Y đăng wa ta me phu nhân a sa wa kha ya wa hoan hồ tu. Xin cho sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp viên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ nằm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng quả phước này đến Ngài Trí Đức, đến Chư Tôn Đức Tăng, đến quý bà, quý cô tư nữ, chư thi ngự ở 10 muôn triệu thế giới xa đà, vua trời đế thích, diêm vương, nguyện cầu quý nhân tạo quả sớm viên thành. Con xin quả phước này đến quý thanh cao này, đến quý đạo hữu,
Xin hộ trì cho tất cả quý đạo hữu được an vui tiến hóa trong chánh pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giờ đây lễ tam báo đã được hoàn mãn. Chúng con thành kính tri ân Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho chúng con. Con kính tri ân quý đạo hữu đã giữ tâm thanh tịnh cùng con lễ bái tam bảo. Dạ thưa con xin thỉnh bài thỉnh pháp sư. Dạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacaro tati pati sampati katanjali anti waram ayajata santi thasantam parajakajatika dese tu thammam anukam pimang pacham santham mapevin vinayan chakayan suttan cha bantham abhitham pachamang akotayantu cha thư san cha danang pambo thanayye Pavisayamatje. Chúng sanh tất cả buồn hàn, những sen trong nước minh quang luôn chờ, chờ lô mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành rải tán mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phật thiên lòng kính thành cung tĩnh, Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời, từ bi khai đạo độ đời, nhắm vườn lộc uyển ngài dời chân sang, chuyển pháp luân độ ca khàn đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm kiệu trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 năm hạ giáp vẹn toàn, một lần chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hạnh còn lâu năm. Cả tam giới thừa âm phổ cập, đám mưa làm lưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính là thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học vi diệu pháp ngày hôm nay. Con kính chúc đạo tràng buổi học được an vui. Con kính dâng mít đến thầy. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính lễ Sư Trí Đức, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng trong rừng. Thân chào tất cả quý vị. Cô Nhật Quỳnh gửi bài cho ai vậy? Nhắn qua gửi bài cho ai vậy? Mời cô Nhật Quỳnh lên đi. Mời cô Nhật Quỳnh lên nói nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh
kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ. Kính bạch với ngài, kính thưa thầy. Dạ, Nhật Quỳnh phải có việc rồi trong bây giờ. Nhật Quỳnh đã gửi bài cho Kim Nhung và cho chị Meta và cho Christina rồi. Dạ, Kim Nhung sẽ bớt bài ra trong đầu tràng. Dạ, bây giờ con thành kính đánh lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức và Nhật Quỳnh kính chào tạm biệt đạo tràng. Con không có chức máy, con chỉ để máy để ủng hộ đạo tràng và không biết lúc nào con trở lại được, nên con cung thỉnh ngài Trí Đức giúp giùm cho con hôm sau cùng đóng rung. Dạ, con xin phép được rời rung ạ. Ok, tưởng có chuyện gì. Rồi giao cho cô Nhung ha, cô Nhung lo boss bài. Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục học. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Samma sambuddhamattulang sacchadhammaganuttamang Aphiwaliyapasisang Aphithammattasanghang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Mạc, Nam mô Sát Hạ. Rồi, bây giờ về phần đầu là chúng ta đọc Bali, câu số 2 của lỗi ý môn ha. Cô Kim Dung có bài chưa? Mới chưa có, chưa thấy gì đâu. Có chưa? Alo. Rồi, ok, cô Kim Dung có ha. Xin mời tất cả quý vị quan hỷ lên đọc ha. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của Metta không? Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin đọc bài hôm nay ạ. Dạ, máy của Meta chưa thấy được bài cô Kim Nhung này. Thấy trắng nõn à. Xin cô post lại coi. Dạ, đã thấy rồi, cảm ơn cô. Dạ, con xin đọc đoạn 2. Tát tha so manat sa sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng ap ba na bi so manat sa sa ha ga ta wa ba ti can khi tap ba u bách kha sa ha ga ta cha wa nan ta rằng u bách kha sa ha ga ta wa tát thà bi cú sa la cha wa na nàn ta rằng cú sa la cha wa nàn chề quá. Đọc phần tiếp theo. Hết thì mình cha phá lát ta gia mập bề tí kri già cha hoa nà nằm ta rằng kri già cha hoa nằng á ra hát ta phá lành cha ấp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha hoa ná với thọ hỷ, một cha hoa ná ấp ba nà sát na định
với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát sao một cháo quá ná, đồng phát sanh với thọ xả một cháo quá ná, ấp ba ấp bá na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháo quá ná ấp bá na thiện sẽ nối tiếp theo sau một cháo quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Samma Bát Tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cháo quá ná hành sẽ có một cháo quá ná hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoát tình xá su kha bùn nhầm hà đòa đá sô bách khá cà bá răng su khi ta kri yá tô át thá chá sầm phồn tí u bách khá cà. Sao tâm thiện có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Bú thuốc chá nà ná, giờ để ta kéo xuống. Bú thuốc chá nà ná xét khà năng cà má bùn nhà tí hề tú tô, tí hề tú cà má kri yá tô, quý ta ra gà năng ấp bá nà, á yá mét thá má nô đòa rê, quỳ thí chích tắp bá quách tí ná dô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, xê khá, tâm quả, ấp bá na, phát khởi sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến hành tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, như vậy con đã đọc xong bài hôm nay. Con cảm ơn cô Kim Nhung đã bố bài. Con cảm ơn thầy. Dạ, con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tư nữ. Con kính chào Thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài hôm nay ạ. Đoạn 2. Tát Thá, Sô Ma Na Sa Sa, Ha Gat Ta Cha Wa Na Nan Ta Rang, Ap Ba Na Bi, Sô Ma Na Sa Sa Ha Gat Ta Wa Ba Ti Can Khi Tắp Ba. Upekha sahagata chawana nanta rang upekha sahagata wa tattha bikusala chawana nanta rang kusala chawana che wa he thi man cha phalat tayamappeti kriya chawana nanta rang kriya chawana arahatta phalan cha áp bề tí. Ở đây, tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỷ, một cha ná áp bá na
sát na định với thọ hỷ ắt sẽ phát khởi. Ắt sẽ khởi phát sau một cháo quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cháo quá ná appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháo quá ná appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một cháo quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Samabatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cháo quá ná hành sẽ có một cháo quá ná hành và quả A-la-hán nối tiếp. Ôi, con thấy giờ hết rồi. Dạ, con cảm ơn cô Kim Nhung đã post bài và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ thưa con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài trái đất, con kính đảnh lễ thầy kinh và quý bà cô quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Đo tinh sát xuất khắp buồn nhằm hà đo đã số bách ca bách ca phát rằng xuất tắc ri yat tu attaca samponti upekkhaka. Sau tâm thiện có ba nhân thì hết dukkha liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với họ thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền di tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Puttu jana na sekha nang kama punya ti tị hề tu cô tô tị hề tu ca ma vi ya tô vi vi ta ra ga năng apa apa na a a ya me tha ma no do re vi thì chi ta pa wa tị na yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, sẽ có tâm quả apa na pháp khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ sư trí đức, con kính chào thầy kinh, xin chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu nhận thanh rõ. Con xin đọc đoạn 2. Tát thá so manasa sa ha gáp tá chá quá na năng tá rằng áp tá na tí so manasa sa sa ha gáp tá quá và tiết căn khí tá pha upek. Xin sám hối với đạo tràng, con xin đọc lại ạ. Tát thá so manasa sa ha gát tá chá quá na nàn tá rằng áp tá na tí so manasa sa ha gát tá quá và tiết căn khí tá pha upek kha sa ha gát tá chá quá na nàn tá rằng upek kha sa ha gát tá quá tát thà tí cú sa lá chá quá nà nàn ta rằng cú sa lá chá quá nằm chề quá hết khi mình chá phá lá ta giá mấy tóc chề tí khứ già chá quá nà nàn ta rằng khứ già chá quá nằm á ra hát tá phá lần chá ấp chề tí. Ở đây tức khắc theo sau một chá quá ná với thọ hỷ, một chá quá ná ấp tà bá nà sắc ma định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một cháo quá ná đồng phát sanh với thọ xả,
Chavana Appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một Chavana Appana thiện sẽ nói tiếp theo sau một Chavana thiện. Và trong trường hợp chứng ngộ, Samapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một Chavana hành, sẽ có một Chavana hành và quả A-la-hán nối tiếp. Dạ, con đã xong, đã đọc xong. Dạ, cảm ơn bạn Kim Dung đã post bài. Dạ, cảm ơn toàn thể đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic, xin nhìn cho vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính chào thầy Kinh và kính chào tất cả các anh chị đạo tràng. Con xin được đọc tiếp ạ. Lo tìm sắc xúc khá buồn nàng hà đòa đa sổ bếch khá cà ba rằng sukhita kriyato athacha sampon ti upekhaka sao tâm thiện có ba nhân ti hệ tu ca liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc 28 thiện siêu thế sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại ngũ thiền sắc 4 thiền vô sắc, 7 ngũ thiền siêu thế, sao tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền di tác sắc, 4 thiền A la hán quả và sao tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc, 4 thiền A la hán quả. Uti chana na sai kha nang ka ma bun nya ti he tu to ti he tu ka ma kriya to vitaraga nang appana ayamet thamano dware vithi cittappavattina yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập Sikha, Sikha, tâm quả Appana phát khởi sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới. Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong. Xin kính chào thầy, xin cảm ơn tất cả đạo tràng đã giúp đỡ con đọc trong đoạn vừa qua. Dạ, con xin xuống mic. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ thầy Kinh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Tathaso manasasahagata chawana nantarang appana biso manasasahagata wabatikan khitabba. Ubekha sahagata chawana nantarang ubekha sahagata watattha bikusala chawana nantarang kusala chawanan
chê qua hết ti mệnh cha pha la ta ya ma bê ti kriya cha qua na nan ta rằng kriya cha qua nặng arahat ta pha lằng cha áp bê ti. Ở đây tức khắc theo sau một trá quá ná với thọ hỷ, một trá quá ná áp bá na sát định với thọ hỷ áp sẽ khởi phát. Sau một trá quán ná đồng phát sanh với thọ xả, một trá quán ná áp bá na liên hợp với thọ xả áp phát sanh. Ở đây cũng vậy, một trá quán ná áp bá na thiện sẽ nối tiếp theo sau một trá quán ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samma bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một trá quán ná hành sẽ có một trá quán ná hành và quả a la hán nối tiếp. Dạ con đã đọc xong, con kính cảm ơn thầy. Dạ con xin xuống mic mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư trí đức. Con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Con xin kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ con cảm ơn cô Nhung ạ. Dạ con xin phép được đọc bài. Đó tình sa số khát bùn nhằm hà đòa đá sô bách khát rằng số khi ta kriya tô át tha cha sầm phòn tí ú bách khát cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hê tú cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bhutthuccana nasekha nang kama punya tihe tuto tihe tuka makriyato vitaraga nang appana ayamethamano dare vithichittapavattinayo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sê khá,
tâm quả Appanna phát khởi sau tâm thiện. Có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, con cảm ơn cô Kim Nhung đã post bài. Con xin phép được xuống mic. Con kính nhân mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Chắc khách ai đọc ha? Alo, quý vị có nghe rõ không? Alo. Rồi, ok, chắc khách ai lên đọc. Bây giờ mời cô Nhung lên đọc cái bài mà tuần rồi học á. Lên trình bày lại cái bài tuần rồi học ha. Rồi cho Nguyễn post theo nha. Post từ từ theo nha, cô Nhung đọc từ từ thôi. Từ đấy cho quý vị dò lại cho nó có đầy đủ mạch lạc ha. Được chưa? Cho Nguyễn chuẩn bị chưa? Chuẩn bị bài để post chưa? Rồi ha, ok rồi. Mời cô Nhung cũng đọc chậm chậm đó nha. Dạ, con kính thưa thầy. Dạ, bài tuần rồi là ngày 1 tháng 1 năm 2021. Đối tượng lộ ý môn. Lộ ý môn bắt tất cả các đối tượng ngoại trừ cảnh ngũ thuộc thời hiện tại là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và đất, lửa, gió đi qua năm căn. Thời hiện tại là ngay sát na bắt cảnh đang xảy ra. Năm căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn thuộc lộ ngũ môn. Chi pháp là sắc hiện tại, trừ bảy sắc cảnh giới là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và đất, lửa, gió. Cộng với sắc quá khứ, cộng với sắc vị lai, danh pháp và chế định pháp. Giải thích, do sắc quá khứ, sắc vị lai là sắc tưởng do tâm tạo, danh pháp cũng do tâm tạo, chế định pháp là do suy diễn từ tâm. Hộ kiếp vừa qua, Ati Tát Pháp Hoàng Gác, do có sắc hiện tại thành tựu hay sắc rõ nên có hộ kiếp vừa qua. Cảnh sắc quá khứ, sắc vị lai, danh pháp và chế định không có hộ kiếp vừa qua. Dạ thưa thầy, đó là bài của tuần trước ạ. Dạ con đã đọc bài xong, con kính tri ân thầy. Dạ con xin xuống mic ạ. Ủa ngay họ ngắn vậy hả? Được rồi, học có chút xíu vậy hả? Có phải đúng như vậy? Ít vậy? Chút ha, ok rồi. Rồi, bây giờ hôm nay mình đi vô lộ ý môn thời Bình Nhật. À, được rồi, là nó dốc rồi ha. Lộ ý môn thời Bình Nhật. Xuống dòng có 4 ngày chấm. Một, cảnh rất rõ, 2 chấm. Có 22 lộ. Cảnh rất rõ, 2 chấm. Có 22 lộ.
À, tức là ở đây nó nói về cái lộ ý môn, tức là cái lộ bên cái tâm diễn tiến ở bên trong cái nội phần của mình ha, bên trong cái đầu của mình á. À, mà trong cái thời bình nhật, tức là trong cái đời sống bình nhật hàng ngày của mình á, nó cái lộ ý nó diễn tiến như thế nào đó. Mình suy nghĩ này suy nghĩ kia là thì nó lộ ý môn cái thời bình nhật nó diễn tiến. Thì đối với cái lộ ý môn này á, nó diễn tiến thì người ta cho được mình biết là có bốn loại. Giờ mình học cái thứ nhất là cảnh rất rõ. À, có 22 lộ. Rồi đối với cảnh rất rõ, tức là cảnh nó sanh khởi trong cái dòng tâm thức mình, trong cái ý tưởng của mình nó rất là rõ ràng ha. À, và nó có được 22 lộ. Được chưa? Rồi xuống dòng với ba phương thức hai chấm. Với ba phương thức. Với ba phương thức hai chấm chót na cảnh phải chót động lực phải chót hộ kiếp khách. Với ba phương thức chót na cảnh chót động lực chót hộ kiếp khách. Rồi, tức là học cái cảnh rất rõ ha. Tức là cái cảnh hiện bày trong tâm mình đó, trong cái nội phần của mình đó, rất là rõ ràng, mà nó với ba cái cách, ba cái phương thức, ba phương cách ha. Rồi chót na cảnh tức là cuối của lộ trình tâm, rồi sau cái động lực thì nó có na cảnh. À, rồi chót động lực tức là sau cái động lực hết hậu kiếp trở lại. À, cái thứ ba là chót hậu kiếp khách, tức là sau cái động lực có cái hậu kiếp khách sang vô. À, tức là nó có ba cái cách mà để nó phát sinh trong cái dòng tâm thức của mình. À, với ba cái phương thức như vậy. Rồi xuống dòng a chót na cảnh hai chấm chót na cảnh dòng gạch đầu dòng từ 1 đến 5 sát na hộ kiếp vừa qua. Từ 1 đến 5 sát na hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp vừa qua viết tắt nha. HKV cưa hay là ghi chữ V không cũng được. HKV cưa đi, hộ kiếp vừa qua. Từ 1 đến 5 sát na hộ kiếp vừa qua. Mở ngoặc. 18 sắc rõ hiện tại, đóng ngoặc lại. Mở ngoặc 18 sắc rõ hiện tại, đóng ngoặc. Rồi tức là cái thứ nhất là nó có từ 1 đến 5 cái sắc na hộ kiếp vừa qua. Bởi vì sao sắc na hộ kiếp vừa qua, tức là cái dòng tâm thức của mình nó chạy là hộ kiếp liên tục sanh diệt ha. Nhưng mà khi có cái sắc nó sanh khởi, tức là có cái sắc pháp 18 cái sắc hiện rõ đó, là trong dòng tâm thức mình, ở trong nội phần mình nó khởi lên 18 sắc hiện rõ đó, sắc rõ đó. Quý vị biết 18 sắc rõ là gì không đó? Hello. Mười tám sắc rõ là sắc gì? Bốn, năm, chín, mười ba, mười lăm, sáu, mười bảy, mười tám. Rồi, đúng hàng đó là 18 sắc rõ. Và sắc pháp mình có 28 sắc, mà trừ cái 10 cái sắc mà 10 cái sắc không rõ ra. 10 sắc kêu là, nhiều người nó kêu là, đó là phi thực tính, sắc biệt tính, nhưng mà thực sự kêu là sắc không rõ. Thì như vậy là 18 sắc rõ, à, nó khởi sanh trong cái dòng tâm thức của mình ngay cái lúc hiện tại. À, tức là ví dụ như cái những cái cảnh sắc nó sanh khởi là đi vào dùng tâm thức của mình, nó vô lỗi
mà rất là rõ ra, thì lúc đó là sắc rõ. Và khi sắc rõ nó vô vậy, nó đụng vô cái dòng hộ kiếp, nó đụng vô cái dòng tâm thức mình, nó hộ kiếp. Thì nó sắc, nó là sắc pháp mà nó đụng vô hộ kiếp thì thuộc về danh pháp. Thì hai cái này nó đụng nhau, nó nghịch nhau thì nó phải có cái những cái hộ kiếp vừa qua nó phát sanh. Từ 1 cho đến 5 cái hộ kiếp vừa qua rồi nó mới đi vô cái kháng y môn rồi động tốc được. Cho nên chót ngã cảnh thì cảnh rất là rõ, nó đi phải có 1 đến 5 cái hộ kiếp vừa qua. Là một cách xuống dòng, đánh gặp vào dòng nghe nữa. Không có hộ kiếp vừa qua. Khi cảnh là danh pháp hoặc chế định. Không có hộ kiếp vừa qua khi cảnh là danh pháp hoặc chế định. Rồi, đó là khi mà cái một cái lộ tâm nó khởi lên hộ kiếp, nó không có hộ kiếp vừa qua, đi vô liền ha. Thì như vậy là đó là thuộc về danh pháp. Danh pháp như tâm, tâm sở hay là chế định, là những pháp mà chế đặt định đặt ra do cái tâm mình nó định ra, định nghĩa, định danh này kia, nó chế đặt ra ha. Thì như vậy là nó không cần phải có hộ kiếp vừa qua. Rung động dứt dòng là vô rồi, kháng nghi môn động lực liền. Thì như vậy là không có hộ kiếp vừa qua. Nếu là chót na cảnh, tức là chót có na cảnh, tức là cuối cùng cái đuôi của động lực nó có thêm hai na cảnh ha. Rồi như vậy là mình tổng cộng là có 6 lộ. Tổng cộng có 6 lộ. Tổng 6 lộ. Tức là 1 cho đến 5 sát na hộ kiếp vừa qua là 5 lộ đúng không? Rồi cái không có hộ kiếp vừa qua 1 nữa. Rồi như vậy là có 6 lộ. Tổng cộng là có 6 lộ của cái chót na cảnh. Rồi chúng ta biết là mình có 6 lộ tâm. Từ 1 đến 5 một cái vừa qua, cộng 1 không có. 1 không có một cái vừa qua. Và tổng cộng có 6 lộ. Nắm được chưa quý vị? Ghi kịp chưa? Ghi kịp chưa? Alo. Vậy hiểu vậy? Alo. Nghe hiểu được hết ý này không ạ? Được không? Ok, được không? Mình qua được chưa? Qua được không? Dễ ở không? Có gì không? Rồi, lộ trình một hộ kiếp vừa qua, hai chấm. Lộ trình một hộ kiếp vừa qua. Rồi, số dòng ha. Hộ kiếp vừa qua. Kiếp vừa qua rung động, rung động chia ra rung động, rung động dứt dòng và chữ D đúng không, dứt dòng chữ D rồi kháng ý môn ca quay kháng ý môn, bảy động lực hay là bảy động tốc, bảy chấm đá đó, bảy chấm đá, bảy chữ chê đúng rồi, bảy chấm đá, rồi hai na cảnh. Rồi, hộ kiếp trở lại, hát trở lại ha, hộ kiếp.
Rồi, như vậy lấy một cái lộ trình của một hộ kiếp vừa qua để tiêu biểu cho mình thấy ha. Thì khi mà hộ kiếp vừa qua sanh khởi là bước qua là tới là hộ kiếp rúng động, dứt dòng, kháng như môn, rồi bảy cái động lực, bảy cháu lá, rồi hai cái nai cảnh trở lại, hai cái nai cảnh, rồi sau đó là trở về hộ kiếp bình thường, trở về tâm chủ lại. À, thì như vậy cái lộ trình đối với cảnh rất rõ, nó đi là diễn tiến nó như vậy. À, có bảy động lực, sau đó là có hai cái nai cảnh để nó hưởng lại cảnh dư mót của cái động lực đó. Thì cảnh quá rõ mà, cảnh quá rõ, quá lớn, nó quá quá sáng, quá rõ, làm cho cái tâm mình nó giống như nó bị mạnh quá đó. Vì cái động lực này nó dư sót, nó phải làm cho cái tâm mình nó cần phải có hai cái sát na na cảnh để cho nó hướng lại cái cảnh dư đó. Nó giống như mình chạy, một người chạy marathon, chạy thiệt nhanh đó. Nhưng mà tới cái đích đích đó, tới ngay cái lần mức đó, họ không có đứng lại liền được. Tại cái sức chạy quá lẹ thì họ không đứng lại được. À, họ phải chạy thêm hai bước, cứ chậm lại hai bước nữa. À, thì từ từ lại hai bước lại chậm lại thì họ mới đứng được. À, thì cũng như thế nào, cái động tốc, bảy động tốc đi đối với cảnh lớn nó rõ quá, làm cho cái động tốc mình nó mạnh, nó bắt cảnh mạnh. Nó cần phải có hai là cảnh để mà nó trở về với là cái bản thể cũ của nó. À, thì như vậy là cái lộ trình được diễn tiến qua ý môn có một hộ kiếp vừa qua, cho chúng ta biết như vậy không. Rồi xuống dòng sát na hai chấm, có mấy sát na đây? Alo. Sát na có mấy? Điện vũ 13, dung 10. Còn ai nữa không? Rồi, 10 là đúng rồi. Thiên vũ trặc ha, 10 ha. Bắt đầu tính từ đâu? Có 10, sát na có 10. Tính từ... Chắc từ đâu cái gì? Kháng ý môn, đúng rồi. Bắt từ kháng ý môn là 1. 7 động lực là 8, đúng không? Rồi 2 la cảnh là 10. À, là bắt đầu tính từ cái tâm khách nó xen vô là kháng y môn, 7 động lực, 2 la cảnh. Còn những cái hậu kiếp thì mình không tính, vừa qua rung động dứt dòng gì nó cũng là hậu kiếp hết thì mình không có tính vô. À, mà tính từ kháng y môn là một cái tâm khác ngoài mình chạy vô, 7 động lực và 2 la cảnh, được chưa? Nắm được không? Alo. Rồi ha. Rồi xuống dòng là thứ tâm hai chấm, thứ tâm hai chấm, có 41, có 41. Mở ngoặc, mở ngoặc, kháng y môn, kháng y môn, lỗi 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 ý thì phải là kháng y môn khởi đầu, kháng y môn. Rồi 29, tâm động tốc dục giới, 29 tâm động tốc dục giới, tức là tâm là làm việc động tốc dục giới, 29 tâm động tốc dục giới. Rồi 29 tâm động tốc dục giới này là những loại tâm nào, kể ra giùm cái đây. Lộ ý môn thời bình nhật có 29 tâm động tốc dục giới. Động tốc là những tâm nào? Tâm động tốc cô nhung cho là 12 bất thiện, 8 đại thiện và 20. 1 sinh tiếu 21, 8, 8, 8 đa tố, 8 đại tố, 29. Rồi, đúng chưa quý vị? Đúng không? Cô dung cho như vậy có đúng không? Thiện vũ 12, bất thiện, 8 thiện, 5 thiện, 4 thiện, như vậy. Được chưa? Thiện vũ suy nghĩ lại nha, suy nghĩ kỹ lại. 29 tâm động tốc dục giới, dục giới nha,
Dùng giới, dùng giới này ghi lại thiền vũ ghi lại coi. Được chưa? Ghi được chưa? Hiểu được chưa? Ghi đúng rồi, ghi chặt lắm được đó. Rồi. Rồi, bây giờ gom lại sắc giới là đặt ha, năm thiện sắc giới là qua sắc giới rồi, đặt rồi. Vô sắc giới là càng đặt xa nữa. À, thì nó chỉ lấy ở những cái tâm dục giới là 12 tâm bất thiện, à, làm việc động tốc ha, tham sân si thì nó làm việc động tốc, làm việc tạo nghiệp ha. Thì 12 bất thiện làm việc động tốc. Cộng 8 đại thiện cũng làm việc làm tóc luôn, là 20 phải không? Cộng 8 tâm, 8 tâm gì? 8 tâm di tác dục giới cũng làm việc làm tóc luôn, tâm của Bậc A-la-hán làm việc làm tóc. Cộng 1 vi tiếu cũng làm việc làm tóc luôn. Thì như vậy là mình có 12 bất thiện, 8 di tác, 1 vi tiếu, tất cả mình có là 29 tâm động tốc dục giới. Rồi cô cho Nguyễn ghi lại cho rõ ràng. Rồi đúng rồi đó. Rồi quý vị hiểu không? Alo, quý vị hiểu được cái lý nào không? Tức là 29 tâm làm việc động tốc mà thuộc về dục giới, tức là nằm ở trong phạm vi dục giới thôi, à, là những cái tâm mà làm việc mà cho bá đá đó, tức là lộ động tốc, cuối cùng 7 sắc na động tốc đó. Thì trong đó phải tính là cho mình biết là có 12 tâm bất thiện, à, là 10 tâm tham, tâm sân, tâm si. Thì những cái tâm này nó làm việc động lực, làm việc động lực hay động tốc. À, đó là cái 12 tâm bất thiện. Ví dụ như mình thấy cảnh đẹp này kia thì tham nó sanh khởi, thì lúc đó làm việc động tốc. Sân nó sanh khởi là do cảnh xấu, mà si sanh khởi là cảnh u tối, cảnh tâm phóng dật thì vân vân ha. Thì như vậy là 12 tâm bất thiện làm việc động tốc. Rồi 8 đại thiện thuộc về dục giới cũng làm việc động tốc luôn. Chẳng hạn như mình khởi tâm mình muốn bố thí, hoặc là mình nhìn thấy tượng Đức Phật mình khởi tâm cung kính, à, thì những cái tâm đại thiện nó phát khởi. Thì như vậy 8 tâm đại thiện dục giới tình hảo thuộc về là một trong 29 cái động tác dục giới, và cộng 8 tâm di tác dục giới, tức là 8 tâm di tác này của bậc A La Hán là sử dụng phát khởi trong cái lộ động tác, à, và một vi tiếu cũng vậy luôn. Thì như vậy 29 tâm động tác dục giới cho mình là có 12 bất thiện, 8 đại thiện dục giới tình hảo, 8 di tác và một vi tiếu, được chưa? Rồi, bây giờ nắm được chưa? Nắm được hết chưa? Rồi, tiếp đến là nãy giờ là có 41 thứ tâm ha, mà giờ mình lấy được là bao nhiêu rồi? Là 29 ha, là cộng kháng y môn là 30 ha. Rồi, thêm 11 tâm na cảnh nữa. 11 tâm na cảnh. Tâm làm việc na cảnh đang việc chót chót mót. Còn na cảnh là gì đâu, ghi ra luôn coi. Alo, tâm nào làm việc na cảnh sao nó có tới 11? Cô Nhung thì cho ba quan sát ba đại quả gì vậy? Ba quan sát VHO là gì? VHO này à, vô nhân à, ok, ba quan sát của nhân ba lại quả rồi, xà hữu chính xác không? Thì như vậy là 11 tâm na cảnh, tâm mà làm việc na cảnh thì cho chúng ta biết là có 3 tâm quan sát cộng 8 tâm đại quả dục giới tình hảo. Rồi ghi luôn 8 tâm quả dục giới tình hảo.
Rồi đúng rồi đó. Rồi bây giờ gom lại lần nữa đi cho Nguyễn. Thứ tâm hai chấm. Gom lại ha. 41. 41 tâm là cái gì đó ghi ra rồi 11 tâm là cảnh gom hết. Rồi. Rồi đúng rồi ha. Rồi ok. Được chưa? Quý vị nắm được cái yếu lý cho này chưa? Alo. Nắm được cho cái bông đi, cho xin một cái bông đi. Cô Meta đâu rồi? Hồng Nhật đâu rồi? Thi Lam đâu rồi? Thi Na gì nữa? Christina Giang Nhật Hạ im ru mất tiêu rồi. Giang Nhật Hạ đâu mất rồi? Hồng Mai, Hồng Kim Nhung, Nguyễn Mộng Lạc, Tâm An, Tâm Hành, Đàm Quý, Thiên Vũ, Tô Thị Phúc. Được chưa? Rồi nắm được ha. Rồi bây giờ nãy mình đi là tới cái loại thứ tâm có được 41 thứ trong cái lộ trình mà có một hộ kiếp vừa qua của lộ ý môn. Rồi bây giờ tới chặn hai chấm. Chặn có bao nhiêu chặn đây? Chặn có bao nhiêu? Chặn có ba, đúng rồi, cô Nhung ghi đúng rồi, Thiên Vũ đúng luôn, chặn có ba, ghi đi luôn, ba là gì? Ba chặn là gì? Rồi, chính xác, khả nghi môn, động tốc và na cảnh, chính xác ha. Tập duy hay là cảnh ha, rồi chặn có ba. Rồi người hai chấm có tám, người cho nó biết, người ta cho nó biết là có tám là bốn phàm và bốn thánh quả. Bốn phàm và bốn thánh quả là những loại người mà bốn người phàm và phàm phu tục tử đó, thì cũng có lộ được tâm này, cũng có cảnh rất rõ, có na cảnh, có đầy đủ, sống trong thời bình nhật có đủ ha. Rồi bốn thánh quả cũng có đầy đủ, không có thiếu người nào đó. Chỉ có bốn bốn người đạo thì không tính, người đạo thì đang đắc đạo thì không tính. Thì như vậy là lấy được bốn phàm và bốn thánh quả. Rồi cõi hai chấm, dục giới có bao nhiêu cõi cái gì? Dục giới có bao nhiêu cõi? Gì con mấy tay ghi tới 31 vậy? Dục giới thôi, tính dục giới có 11 cõi dục giới thôi, đúng rồi, sao hướng của mấy ta lộn lộn hết tất cả 31 cõi nha, có 11 cõi dục giới. Tại vì cõi này nó mới có na cảnh, còn những cõi thiền, cõi sắc giới, vô sắc giới nó không có na cảnh. À, nhớ cho này ha, tức là 11 cõi dục giới, na cảnh không có trên các cõi thiền. Ghi thêm câu nữa để thôi, mình không hiểu tại sao 11 cõi dục giới mở ngoặc, na cảnh không có trên các cõi thiền. Mười một cõi dục giới na cảnh không có trên các cõi thiền. Rồi 11 cõi dục giới tức là cô Meta là ghi thử là 11 cõi dục giới là gì đâu, cô Meta nhớ không? Cô Meta đâu, quý vị đừng ghi nha, để coi cô Meta còn nhớ không nha. Một cõi dục giới đâu rồi, alo, cô đang mất rồi. Bốn cõi khổ và bảy cõi vui, xa thú xa thú, rồi là chính xác ha. Rồi cô Mai, cô Hồng Mai nói thử bảy cõi vui là bảy cõi gì đây? Bảy cõi vui
Cô Hoàng Mai đâu rồi? Chờ lật sách hả cô Mai? Lâu rồi cô Mai. Chờ lật sách hả? Ngày chốc luôn rồi. Có thiên nhãn thông nhìn thấy đang kiếm sách lục 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 coi. Được chưa? Tìm ra chưa? Phải có vui. Chưa nữa. Cái này lục hết hết giờ luôn. Rồi ai ai tình nguyện nói coi. Phải có vui. Châu Nguyễn ghi luôn. Ghi luôn coi. Châu Nguyễn ghi ra luôn coi. Phải có vui là cái gì? Vậy cõi vui, vui quá quên hết trơn rồi, chết tôi rồi. Vậy cõi vui. Người, mọi người. Để mọi người sao gọi trời đúng rồi, để cho Châu Nguyễn trả lời, cô Dung nói gì? Cô Dung nói gì để con có nhớ không? Con người sáu cõi trời giới. Cô Dung này làm bể vẽ trơn. Rồi ghi đi. Có người sáu cõi là giờ bốn cõi khổ là gì nè? Ghi luôn nè, bốn cõi khổ trước. Bốn cõi khổ, Châu Nguyễn ghi coi, bốn cõi khổ. Dám làm nhớ luôn mà, chết à. Nhục, hoàng sanh, hà quỷ, là rồi, đúng rồi, bốn cõi khổ, cộng với bảy cõi vui là có 11 cõi, thuộc về dục giới. À, như vậy ghi ra cõi có 11 cõi dục giới là ghi ra vậy ha. Ghi ra mình ôn luôn ha, sẵn mình học cái mình ôn ôn luôn, cái mình nhớ dai đó, chứ không phải quên tốt hết. Rồi ha, ok. Quý vị nắm được không? Nắm được chưa? Alo. Cô Hồng Mai lục sách có chưa? Giờ sách nó sách mất luôn, nó sẽ mất trang đó rồi. Rồi, xong nghe chót na cảnh ha. Đây là lỗi môn chót có na cảnh. À, chưa lên sách nữa, lấy gì lục. Rồi, B. Chót động lực. Tức là chót động lực. Chót chá bá ná nè, chót động lực. Hai chấm. Và chót chỉ có động lực thôi, không có na cảnh. Chót động lực. Xuống dòng, gạch đầu dòng. Có 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua. Có 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua. Dòng cái dòng không có hộ kiếp vừa qua thì nó cũng giống như trên ha, mình có 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua có, hoặc là không có hộ kiếp vừa qua. Ở trên là như là 1 tới 5, 1 tới 5 thôi. Đây là 1 tới 5 thôi. À, như này là 1 tới 7. Ừ. Chót động lực. Không có qua rồi. Tổng cộng là nhiêu? Là có 8 lọt thì tổng cộng chót động lực lỗi môn chót động lực có 8 lọt. Ok, 1, 7, 8. Rồi, tổng cộng có 8 lọt. Rồi, xuống dòng, lộ trình không có hộ kiếp vừa qua. Lộ trình không có hộ kiếp vừa qua. Lộ trình không có hộ kiếp vừa qua.
tức là cái lộ trình này không có phát sanh cái hộ kiếp vừa qua, thì nó sẽ đi như vậy: hộ kiếp kháng nghi môn bảy động lực, rồi hộ kiếp trở lại. Đúng sai cái gì? Đúng hay sai? Hộ kiếp kháng nghi môn bảy động lực, rồi hộ kiếp trở lại. Đúng hay sai? Yes or no, alo, hộ kiếp kháng nghi môn bảy động lực. Rồi đúng hay sai, cái chỗ ghi dân dọc nè. Đúng rồi, phải có rúng động dứt dòng vô, tức là không có vừa qua nhưng mà nó có rúng động dứt dòng. Như vậy là như vậy nó mới đủ, nó mới đúng cái chu kỳ của nó ha. Rồi mình ghi xuống hộ kiếp rung động dứt dòng kháng nghi môn bảy động lực và hậu kiếp trở lại. Rồi đúng ha. Rồi xuống dòng sắc na hai chấm, có mấy sắc na đây? Có tám, đúng rồi, chính xác ha. Kháng nghi môn cộng bảy động lực là sắc na, mình coi được tám, tức là bắt từ cái kháng nghi môn với bảy động lực tám. Tức là 8 cái sắc na tầm khách đó, sinh khởi ha, có 8 cái môn bản lực. Rồi thứ tâm, thứ tâm có 30 là kháng nghi môn cộng 29 động lực chịu giới, như nãy học rồi ha, kháng nghi môn cộng 29 động lực chịu giới. Kháng nghi môn cộng 29 động lực chục giới, rồi chưa? Rồi, chặn. Chặn thì có mấy đây? Chặn có mấy? Chặn có 2, đúng rồi. Xa thủ, chặn có 2. Rồi. Chặn có 2 là kháng nghi môn và động lực. Hai ha, cái mô và động lực. Rồi xả thấu. Rồi người có 8, người có 8, bốn phàm bốn thánh quả. Bốn phàm bốn thánh quả. Rồi cõi, cõi có 30, có 30 trừ vô tưởng, cõi có 30 trừ vô tưởng. Đây cái chỗ này ha, chỗ này bắt đầu có cái sự khác biệt với cái lỗ ý mà nãy có na cảnh ha, tức là nó có cái đuôi na cảnh ha. Và cảnh rất rõ thì có cái na cảnh đâu, đúng không? Tức là lộ ý có na cảnh, còn cái lộ ý này là chót động lực, tức là chót với sao ná động lực là hết, rất là về lại. Thì ở đây cái lộ tâm này á, nó cho mình biết là nó có mặt trên 30 cõi luôn. À bởi vì sao nó có mặt trên 30 cõi? Bởi vì cái đối tượng của nó là danh pháp và chế định, không có na cảnh. À, đối tượng là danh pháp và chế định, cho nên nó không, pháp chế định không có na cảnh, cho nên những cái đối tượng này nó có mặt đầy đủ trên 30 cõi. À, cõi dục giới cũng có, cõi sắc giới cũng có, không
cõi vô sắc giới cũng có, đầy đủ 30 cõi trừ cái cõi vô tưởng ra. Bởi vì cái cõi vô tưởng thì không có tâm, còn những cái cõi khác nó có tâm hết, cái tâm đầy đủ. Và cái đối tượng của nó là danh pháp, đối tượng nó là thuộc về thuộc về tâm sở đó, và chế định, và những pháp chế định. Và nó không có cái na cảnh, bởi vì nó là chỉ là cảnh rõ trung bình thôi, cảnh thiền, cảnh này cảnh kia, nó hoặc là những cái cảnh rõ dục giới bình thường, nó không có cực lớn. Cho nên nó thuộc về đối tượng là danh pháp và chế định, không có na cảnh. Cho nên nó có mặt đầy đủ cả 30 cõi trừ cõi vô tưởng ra. Như vậy ở cõi này cho chúng ta biết là có 30 là như vậy. Quý vị có hiểu không ạ? Có hiểu ý cho này không? Bởi vì lỗi ý môn này là chót với động lực thôi, động lực hết. Còn chót na cảnh là cái cảnh phải rất lớn, rất rõ, nó mới phát sinh ra cái na cảnh được. Còn này không cần có cảnh rõ mạnh, nên là với chót động lực là đủ. Nhưng nó không có na cảnh thì nó không có cần thiết phải cảnh rất rõ này, và cảnh đó là thuộc về danh pháp và chế định. Được chưa? Cõi có 30 trừ vô tưởng, đối tượng là danh pháp và chế định, không có na cảnh. Cháu ghi lại cho rõ ràng để tôi lúc đọc không hiểu nó là gì. Đối tượng danh pháp và chế định, không có là cảnh nữa. Nó rồi, nắm được chưa? Nắm được ha. Rồi xuống dòng, nãy là lộ trình không có hậu kiếp vừa qua, tức là nó không có hậu kiếp vừa qua, tức là không có cái cảnh sắc tình khí vị xúc 18 cảnh 18 sắc rõ xen vô thì nó không có hậu kiếp vừa qua. Rồi bây giờ mình học cái lộ trình có một hộ kiếp vừa qua. Lộ trình có một hộ kiếp vừa qua. Rồi, ghi đây, ghi đây luôn. Hộ kiếp. Cái vừa qua, rung động, dứt dòng, kháng y môn, bảy động lực. Một kiếp vừa qua, hình chữ V, kiếp rung động, dứt dòng, kháng y môn, bảy động lực, bảy sa văn á. Rồi, một kiếp lại. Rồi, đánh cái hòa thị đời dòng ha. Cõi, đặc biệt có cái đặc biệt chỗ này, cái chỗ cõi đó. Đánh hòa thị cõi, có 26 cõi ngũ uẩn. 26 cõi ngũ uẩn. Liên hệ đến 18 sắc rõ. Liên hệ đến 18 sắc rõ. Liên hệ đến 18 sắc rõ, mở ngoặc, trừ 4 vô sắc và 1 vô tưởng, trừ 4 cõi vô sắc và 1 cõi vô tưởng. Thì cõi cho chúng ta biết là có 31 cõi, mà ở đây là lộ trình tâm có một hộ kiếp vừa qua, cho nên nó có liên hệ đến những cái sắc rõ, nên nó có hộ kiếp vừa qua sanh khởi trong lỗi. Cho nên nó chỉ sanh, nó phải sanh khởi được 26 cõi thuộc về ngũ uẩn, bởi vì có ngũ uẩn tức là có sắc, có thần kinh, có sắc này sắc kia, có đầy đủ sắc đó. Thì như vậy
liên hệ đến 26 cõi ngũ uẩn, có lộ trình tâm, có một hồ kiếp vừa qua. À, chúng ta thấy chỉ cần có một hồ kiếp vừa qua thì nó có cái sự khác biệt liền ha, về cõi liền. Rồi, do nên cõi vô sắc thì không có, vô tưởng thì không có tâm. À, là dẹp ba này ra, trừ năm cõi đó thì chúng ta còn có 26 cõi ngũ uẩn, liên hệ đến 18 sắc rõ. Là cho nên mới có lộ trình có một hồ kiếp vừa qua, là diễn tiến như vậy. Rồi, nắm được chưa? Quý vị ơi, alo. Ghi thêm câu 6 lộ còn lại tương tự. Chỉ thêm dần một sát na hộ kiếp vừa qua. 6 lộ còn lại, 6 lộ còn lại tương tự. Chỉ thêm dần một sát na hộ kiếp vừa qua. Tức là lộ trình có một hộ kiếp vừa qua. Lộ trình có 2, lộ trình có 3, lộ trình có 4, lộ trình có 5, lộ trình có 6, lộ trình có 7. Hộ kiếp vừa qua nó cũng tương tự vậy ha. À, 6 lộ còn lại thì tương tự. Rồi. Có hiểu không vậy? Alo. Nắm được không? Nắm được cho biết đi. Rồi. Ok. Giỏi quá, xa hữu ha. Nắm được ha. Rồi. Học thêm cái nữa. C. Chót hộ kiếp khách. Chót hộ kiếp. Rồi nãy mình học là chót chót cái na cảnh, rồi chót động lực, là chót hộ kiếp khách. Dòng gặp dòng có 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua. Có 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua. Rồi, xuống dòng gặp tiếp một dòng không có hộ kiếp vừa qua. Rồi, tức là chót có hộ kiếp khách này, thì cho chúng ta biết là có 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua là 7 lỗ. Rồi không có hộ kiếp vừa qua là thêm một lộ nữa thì tổng cộng là mình có 8 lộ. À, có 8 lộ chót hộ kiếp khách ha. Tổng cộng có 8 lộ. Tổng cộng có 8 lộ. Được chưa? Rồi giờ này hỏi 18 sắc đó. Cô Nhung kể, cô Nhung. Có dùng kể 18 sắc rõ ra đây. Nãy có ghi rồi nha. 18 sắc rõ. À rồi, cho Nguyễn ghi rồi đó. Rồi, đúng rồi. 4 sắc tứ đại, đất nước lửa gió. 5 sắc thần kinh, 4 sắc cảnh giới. 2 sắc tính, sắc y vật, sắc bằng quyền, sắc vật thực là 18 sắc rõ. Còn 10 sắc còn lại là 10 sắc không rõ. Chỗ kia là 18 sắc thực tính, còn kia là 10 sắc phi thực tính. Đó là sắc y vật, sắc bản quyền, sắc thực ha. Đi từ trên xuống dưới đó, rồi tới kia là sắc hư không, rồi sắc thân biểu tri, khẩu biểu tri, rồi sắc kinh nhu thức nghiệp, rồi sắc tứ tướng. Những cái sắc đó thì tôi kêu là sắc là không rõ, hay là sắc phi thực tính. Đúng rồi không? Nắm được chưa? Rồi, ok ha, sao đúng ha. Rồi, như vậy là như tới đâu rồi? Thế nào rồi? Tổng cộng có 8 lộ ha. Rồi, bây giờ mình tiếp tục ha. Lộ trình không có hộ kiếp vừa qua, có hộ kiếp khách, 2 chấm. Lộ trình không có hộ kiếp vừa qua, có hộ kiếp khách. Lộ trình không có hộ kiếp vừa qua, có hộ kiếp khách. Rồi, nó đi sao quý vị? Quý vị trình bày thử coi.
không có hộ kiếp vừa qua nhưng mà có hộ kiếp khách. Thì nó đi sao? Ai biết cách không? Trong Nguyễn ghi coi, trong Nguyễn ghi coi. Rung động, không có vừa qua, không có vừa qua thì rung động ha. R rồi dứt dòng, kháng y môn, bảy động lực, hộ kiếp trả lời bình thường ha. Rồi đúng rồi đó. Rồi ghi ra hộ kiếp rung động dứt dòng kháng y môn bảy động lực hộ kiếp khách. Nào, kiếp trở lại. Gì vậy? Có chữ ngoài là gì? Cái chữ ngoài này vô là cái gì, ý gì? Bó tài là cái này, bó tài thiệt. Lọt vô ngoài là gì? Nó lọt vô lỗ đường tâm ngoài, ngoài lỗ đường tâm luôn, quá dữ luôn. Rồi đúng rồi, cái lộ trình tâm mà lộ trình tâm diễn tiến mà không có hộ kiếp, không có hộ kiếp vừa qua, có hộ kiếp khách, hộ kiếp, hộ kiếp rung động, kiếp dòng, kháng y môn, bảy động lực, hộ kiếp khách, trở về hộ kiếp lại, ok. À, tức là lộ tâm diễn tiến ở bên nội phần mình bên trong ý môn á, trong cái lộ trong đầu mình á. Rồi xuống dòng sát na có mấy đây, alo. Sát na có mấy, Thiền Vũ có 9, còn ai nữa không? Hồng Nhung có 8, Hà 8, Tô Thị Phú 8, còn Châu Nguyễn nhiều 8. Rồi đúng rồi, Thiên Vũ trật rồi không? Thiên Vũ trật rồi, bỏ hậu kiếp khách ra, không tính hậu kiếp khách cũng là hậu kiếp, thành ra mình không tính vô. Cái môn cộng bảy động lực là 8, thì sát na chúng ta có 8, hoặc 8 sát na tâm khách á, bây giờ 6, 8 sát na tâm khách. Cái môn bảy động lực. Rồi, chặn, chặn có mấy. Chặn có hai, xa thứ chặn có hai luôn. Rồi ghi vô chặn có hai, chặn y môn và bảy động lực, hai chặn. Chặn có hai. Rồi thứ tâm. Thứ tâm có 3. Thứ tâm là tâm khách đó, có 3. Là kháng y môn, hai tâm sân, xà thú, con Dung giỏi quá, Dung giỏi nha, kháng y môn, hai tâm sân. Rồi, thứ tâm, tâm khách, thứ tâm khách, các bà, kháng y môn, hai tâm sân. Mà sao rồi, cô biết hai tâm sân vậy nha, cô Dung? Lý do là sao hai tâm sân? Có hộ kiếp khách, đúng rồi, xà thú,
có hội kế khách. Nhớ bài ha, để thuộc bài. Rồi. 10 điểm, 10 điểm. Rồi, người. Người có 4. Người có 4. Ai chảy ra được không? Người có 4 hạng người, có lộ trình tâm, có hội kiếp cách. Người có 4. Người có 4 thì tham rồi, chính xác ha. 4 phàm nhân là nhị nhân, tam nhân, sơ quả và nhị quả, tức là hai quả thấp, đúng chưa? 4 người nhị nhân, tam nhân, sơ quả, nhị quả, tục sinh bằng tâm. Đừng làm gì quý vị. Sinh bằng tâm quả dục giới hỷ thọ, à, ghi rõ ràng rồi nha. Người nhị nhân, người tam nhân, người sơ quả, người dị quả được tục sinh bằng tâm quả dục giới hỷ thọ. Được tục sinh bằng tâm quả dục giới hỷ thọ. Rồi, một câu hỏi tiếp, tại sao phải tục sinh bằng tâm quả dục giới hỷ thọ mới có hội kiếp khách? Tại sao? Alo, tại sao có dục giới hỷ thọ rồi hội kiếp khách có dục giới hỷ thọ mới được? Hội kiếp thọ hỷ đó, hỷ thọ thọ hỷ vậy thôi. Vì mà tại sao lại nói là người nhị nhân, người tam nhân, sơ quả, dị quả phải tục sinh bằng tâm quả hỷ thọ thì mới có trong cái lộ tâm của hội kiếp khách? Đúng rồi, xa thú để làm quân bình, làm dung hòa quân bình giữa sân và hỷ, à, thì cái hội kiếp khách là thuộc về tâm xã, những cái tâm quả mà thuộc về thọ xã xen vô thì nó mới làm quân bình được. Cho nên đối với lộ tâm mà có hộ kiếp khách thì cái động lực là tâm sân, đúng không? Tâm sân thì cái hộ kiếp khách này nó xen vô, bởi vì cái hai tâm sân này do cái tục sinh của người đó là hộ kiếp mà có thuộc về thọ hỷ, à, cho nên bảy động lực này mà hai tâm sân mà nó qua hỷ liền, nó trở về hỷ thì không được. Sân mà về hỷ thì không có nào mà nó làm cái đùng, nó nhảy từ đang khùng mà nó nhảy qua vui được. Khùng thì nó phải quân bình lên cái rồi nó mới vui được, à, cho nên bảy cái động tác thuộc về tâm sân thì xen vô cái hộ kiếp khách là phải là cái hộ kiếp tục sinh, cái tâm tục sinh bằng hỷ thọ, à, tâm quả tục sinh này dục giới hỷ thọ, à, thì lý do là như vậy, à, cho nên chúng ta cần phải hiểu thật chính xác nghe không. Để vốn ai hỏi mình biết cách mình trả lời chứ không thôi quớ quớ biết sao. Nắm được ha, nắm được không quý vị? Tức là nói cách dễ hiểu hơn, tức là người tục sinh bằng tâm quả dục giới mà thọ hỷ. Người tục sinh á, ví dụ như cô Hà hoặc là Thiện, hay là ai tục sinh bằng tâm quả dục giới mà thọ hỷ, khi mà khởi lên động tốc là tâm sân, à, thì nó khi mà khởi lên động tốc tâm sân thì nó muốn trở về hộ kiếp lại, nó phải xen hộ kiếp khách vô, à, nó mới trở về cái thọ hỷ được, à, cho nên đó là cái lý do tại sao như vậy, à, đó. Rồi người sơ quả, người nhị quả thì được, nhưng mà qua tới tam quả tại sao không được quý vị? Tam quả tứ quả tại sao không có trong này? Hết sân, đúng rồi, hết sân, không còn sân xa thú, tức là sân thượng, sân hạ, sân gì cũng hết rồi ha, và không còn sân, à, như vậy là do lý do đó người
thì chúng ta chỉ có bốn người có cái lộ tâm, có hộ kiếp khách mà thôi. À, nhị nhân, tam nhân thì đương nhiên á, phàm phu, hoặc là sơ quả, nhị quả, à, tới đây là thôi, tam quả, tứ quả không có. Vậy là người chúng ta có được bốn. Rồi, cõi. Chúng ta cho mình biết là có bảy cõi vui dục giới. Bảy cõi vui dục giới. Tại sao chỉ có bảy cõi vui dục giới hả vậy? Bốn cõi khổ không có. Rồi mấy chục cõi kia cũng không có luôn. Sắc giới, vui dục giới cũng không có luôn. Tại sao? Giờ trước tiên, bảy cõi vui dục giới. Mà giờ tại sao mà không có cái lộ tâm này ở cõi khổ? Được không? Tục sinh bằng tâm quả đại thọ hỷ, đúng rồi, xa thú. Sinh bằng tâm quả thọ hỷ. Còn cái thọ thọ cõi khổ tục sinh bằng tâm gì? Vậy chả xí à, cứ ghi lên rồi. Rồi, bốn cõi khổ tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả, quả bất thiện vô nhân, đúng rồi, cho nên không có trong đây. Rồi, bây giờ tới cõi thiền, tại sao? Alo. Cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Cõi thiền không có sân, không có tâm sân. Cõi thiền thì không có tâm sân sanh khởi, chứ không phải hết sân nha, không có thôi chứ không phải hết nha. Rồi những người trên đó ta sống bằng những cái tâm loại thiền ha, ta ăn trú thiền, hoặc là những cái tâm ta không có bị rơi vô cái trường hợp đối tượng làm cho cái tâm sân bất sanh, thì như vậy cõi thiền là không có tâm sân trên đó. Thì như vậy kết thúc là chúng ta có được cõi là có bảy cõi vui dục giới, đúng không? Rồi, gom lại cái cho nó rõ ràng đi, ghi tùm lum rồi. Chặng là có 8. Chặng 2. Tâm. Rồi. Rồi, ok. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng. Bảy lộ còn lại tương tự. Chỉ thêm dần một sát na hậu kiếp vừa qua. Bảy lộ còn lại tương tự. Rồi, đúng không? Rồi, tổng cộng từ nãy giờ mình học á, có được là 62, có được 22 lỗ. 22 lỗ. Tổng cộng có 22 lỗ. Tổng cộng có 22 lỗ. Chót na cảnh có 6. Đúng không? Chót là cảnh có 6. Chót động lực có 8. Chót hộ kiếp khách có 8. Thì như vậy mình có là 6, 14, 8, 22, đúng rồi. Mình có
chót na cảnh thì chúng ta có được 6 lộ, chót động lực mình có 8 lộ, và chót hộ kiếp khách mình cũng có 8 lộ luôn. Gì vậy? Gì em kiến là gì trời? Được chưa? Thì như vậy đối với cái lộ tâm thời, cái lộ tâm ý môn thời mình nhật cảnh rất rõ. Như nãy chúng ta học nó có phân ra có ba cách. Một là chót na cảnh, hai là chót động, ba là chót hộ kiếp cách. Thì qua ba cái cách này chúng ta có được là tổng cộng là 22 lộ được diễn tiến theo cái cách mà nó có một hộ kiếp vừa qua, hay là 2, 3, 4, 5 hoặc là 6, 7 hộ kiếp vừa qua, hoặc là không có. Thì do như vậy nó, cái diễn tiến lộ tâm nó cũng giống như thôi, nhưng mà bởi vì có hồi cái vừa qua vô là nó thay đổi xíu. Chót na cảnh thì có từ 1 tới 5 hồi cái vừa qua, chót động lực thì từ 1 tới 7 hồi cái vừa qua, chót hồi kiếp khách thì cũng có 7 hồi cái vừa qua. Thì như vậy chính vì như vậy là cái có 5 hồi cái vừa qua cộng cái không có hồi kiếp vừa qua thì mình có 6, còn cái 7 có cộng 1 không hồi kiếp vừa qua là thành là 8. Cái kia cũng vậy, cũng tám. Thì về tổng cộng cái lộ ý môn một cảnh rất rõ được trình bày, được hiện bày, thì chúng ta có được ba là chót na cảnh, chót động lực và chót hộ kiếp khách, có 6, 8, 8, ghi ra chưa? Chót na cảnh có 6 gì vậy? Đúng rồi. Rồi, ok. Rồi bây giờ nhờ một người lên đọc lại cái bài này lại lần nữa coi có quý vị ghi chính xác không? Cô Dung lên đọc đi. Trình bày lại bài này cho rõ ràng ha, chậm rãi rõ ràng lại cho quý vị nắm lại, hơi rắc rối xíu, hơi khó chứ. Cô Dung đọc được không? Nãy giờ ghi đầy đủ chưa? Rồi, mời cô Dung nha. Dạ con thưa thầy, hôm nay mình học bài lộ ý môn thời bình nhật có 4. Một là cảnh rất rõ, có 22 lộ với 3 phương thức chót na cảnh, chót động lực và chót hộ kiếp khách. A. Chót na cảnh, gạch đầu dòng thứ nhất, từ 1 đến 5 sát na hộ kiếp vừa qua với 18 sắc rõ hiện tại là tứ đại, năm sắc thần kinh, bốn sắc cảnh giới, hai sắc tính, sắc ý vật và sắc mạng quyền, thêm một sắc vật thực nữa là sắc 18 sắc rõ, hay còn gọi 18 sắc thực tính. Gạch đầu dòng thứ hai là hộ kiếp vừa qua, hộ khi cảnh là danh pháp hay chế định, tổng cộng có 6 lộ. Ví dụ lộ trình một hộ kiếp vừa qua thì vừa qua rúng động, dứt dòng, khai ý, bảy trá quá ná, hai na cảnh, rồi trở về hộ kiếp. Do cảnh quá mạnh nên cần hai sát na na cảnh để hưởng cảnh dư sót. Về sát na thì có 10, khai ý, bảy trá quá ná và hai na cảnh. Về thứ tâm thì có 41 là khai ý môn, 29 động lực dục giới, 3 quan sát và 8 đại quả. Về chặng thì có 3 là khai ý, động lực, na cảnh. Về người thì có 8, 4 phàm và 4 thánh quả. Về cõi thì có 11, không có ở cõi thiền do có na cảnh. B là chót động lực, là cảnh vừa đủ. Gạch đầu hàng thứ nhất là có 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua. Gạch đầu hàng thứ hai là không khổ kiếp vừa qua, tổng cộng là có 8 lộ. Ví dụ lộ trình không có hộ kiếp vừa qua là hộ hát, rúng động, dứt dòng, khai ý,
bảy trá quan ná trở về hộ kiếp. Sát na có 8 là khai ý, 7 động lực. Thứ tâm có 30 là khai ý và 29 động lực dục giới. Chặn có 2 là khai ý và trá quan ná. Người có 8 là 4 phàm, 4 thánh quả. Cõi có 30 trừ cõi vô tưởng, do đối tượng là danh pháp, chế định, không có na cảnh. Ví dụ thứ hai là lộ trình có 1 hộ kiếp vừa qua. Hộ kiếp vừa qua rúng động, dứt dòng, khai ý, 7 trá quán ná rồi trở về hộ kiếp. Khác biệt là về cõi có 26 cõi ngũ uẩn liên hệ đến 18 sắc rõ, trừ 4 cõi vô sắc, 1 cõi vô tưởng. 6 lộ còn lại tương tự, chỉ thêm dần sát na hộ kiếp vừa qua. C. Có 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua. Không có hộ kiếp vừa qua, tổng cộng có 8 lộ. Ví dụ lộ trình không có hộ kiếp vừa qua. H. Rúng động, dứt dòng, khai ý, 7 trá quán ná, hộ kiếp khách, rồi trở về hộ kiếp. Về sát na, có 8 sát na tâm khách là khai ý và 7 trá quán ná. Về chặng có 2 là khai ý và trá quán ná. Thứ tâm có 3 là khai ý và 2 tâm sân. Người có 4 là nhị nhân, tam nhân và 2 quả thấp, do được tục sinh bằng tâm quả dục giới hỷ thọ. Lý do là để dung hòa hai thọ hỷ và sân. Người tam quả thì hết sân. Cõi có 7 cõi vui dục giới, là 4 cõi khổ tục sanh bằng tâm quan sát quả bất vô nhân, và cõi thiền thì không còn tâm sanh. 7 lộ còn lại tương tự, chỉ thêm dần sát na hộ kiếp vừa qua. Như vậy lộ ý môn bình nhật tổng cộng có 22 lộ, 6 lộ ở chót na cảnh, 8 lộ là chót động lực và 8 lộ là chót hộ khách, tổng cộng bằng 22 lộ. Dạ thưa thầy, là bài học ngày hôm nay. Dạ con kính trinh ơn thầy ạ. Đây, xà thử, xà thử. À, quý vị có nắm được không ạ? Alo. Vậy là hôm nay mình học cái bài thuộc về cảnh rất rõ. À, cảnh rất rõ này có trường hợp có na cảnh, cũng là cảnh rất rõ. Ờ, cảnh rõ là không có na cảnh. Thì như vậy cảnh rất rõ nó cũng có na cảnh cũng có, mà không có na cảnh cũng có. Thì chúng ta có thể hiểu rằng nếu mà nó có na cảnh thì cảnh nó có thể là quá rõ đi ha, nó làm cho chấn động ha, phải có na cảnh. Rồi cảnh không có na cảnh thì có thể nó nhẹ hơn chút, nó vừa đủ để cho, nhưng mà nó vẫn là cảnh rất rõ nha quý vị, chứ không phải là cảnh rõ, nó rất rõ, mà nó thuộc về động lực. Rồi cảnh có hộ kiếp khách, thì như vậy cảnh rất rõ mà có hộ kiếp khách, bởi vì nó có cái vụ lộn xộn cho nó ha, tức là nó là cái động tốc cái tục sinh bằng cái tâm quả tâm quả hỷ thọ, mà động lực lại là động lực sân, động lực sân. Thì khi động lực sân mà nó rớt qua hỷ thọ lại đó thì không được, là động lực xong là hộ kiếp lộ tâm mình đi ha, chuẩn bị hộ kiếp rung động dứt dòng kháng cái môn, rồi bảy cái động lực sân, tâm sân sân khởi lúc đó, rồi cái tục sinh trở lại hộ kiếp, trở lại hộ kiếp là cái tâm tục sinh của mình đó. Mà nếu hộ kiếp đó, thọ hỷ thì không được. Thì cho nên khi mà cái bảy động lực sân đó, mà cái mình tục sinh bằng thọ hỷ đó, thì phải lót vô tận cái tâm phản ứng tâm lý tâm, nó phải xen vô một cái loại tâm tâm khách xen vô để cho nó quân bình trở lại, để nó trở về cái nó mới trở về hộ kiếp được. Cho nên đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải được biết về cái sự diễn tiến của cái tâm lỗi môn mà có na cảnh nè, không có na cảnh nè, rồi có hộ kiếp khách, do bị vì đà cái tâm tục sinh làm việc hộ kiếp là thuộc về hỷ thọ và động lực là tâm sân. Đó là vấn đề mà hôm nay chúng ta học được ba cái loại tâm mà chót na cảnh, chót động lực, chót hộ kiếp khách của cái cảnh lỗ ý môn, cảnh rất rõ. Cái gì nắm hết được không? Alo, cho biết về cái bông đi. Rồi, thấy chân tâm giơ tay vậy ha. Rồi, bài chân tâm nha. Dạ. Yeah. Con xin kính đánh lễ ba ngôi tam bảo, con xin kính đánh lễ sư Chí Đức,
Con xin kính chào thầy Kinh và con xin kính chào đạo tràng. Thưa thầy, con có cái thắc mắc này về giữa lộ ngũ và lộ ý. Thì nếu mà nói về lộ ngũ á, thì khi mà kháng ngũ môn nó mở lên và nó đi là kháng ngũ môn, ngũ song thức tiếp thâu quan sát và xác định, thì xác định bắt đầu từ xác định đó, nhưng mà xác định đó cũng là hiểu, mình cũng hiểu nó là kháng ý môn. Ok, bây giờ con sẽ hỏi về cái kháng ý môn. Thì trong khi kháng ý môn về lộ ý thì nó cũng vừa qua vốn động dứt dòng, thì kháng ý môn khởi lên, mà tại sao nó không kháng ý môn, cũng là mình hiểu, cũng là xác định hay là hướng tâm, nhưng mà tại sao là chỉ để nó khác ý? Con hiểu, con không hiểu là tại sao để kháng ý môn mà bên kia lộ ngũ cái xác định, cũng tại sao không đề là kháng ý môn mà nó lại đề là xác định, nhưng mà xác định nó cũng là kháng ý môn mà lộ ý lại là kháng ý môn, mà tại sao không đề xác định? Ý là con thầy cái cách nghĩa giữa cái lộ ngũ mà cái xác định là mình cũng hiểu nó là kháng ý môn, nhưng mà về lộ ý nó cũng khởi lên, nhưng mà ở đây là kháng ý môn và động lực. Ý là con muốn hỏi vậy, cái sự nó có tại sao nó khác như vậy thôi. Thầy có thể giải thích cho con không? Con xin kính tri ân thầy ạ. Ơi, sao thứ một câu hỏi rất là hay, có gì không? Có ai trả lời được không? Alo, câu lại rất là hay. Thì giống như giờ trước tiên mình nói tại sao mà cái tâm kháng ý môn, thì lúc mình làm mà xác định, lúc mình làm mà kháng ý môn, thì cũng giống như chánh tâm lên rum này đó, thì được là Phật tử, được kêu là Phật tử, đúng không? Thì đó mình làm phận sự của một người Phật tử, nhưng mà về gặp vợ thì kêu là gì? Về vợ thì kêu là gì? Có kêu Phật tử không? Thì như vậy chúng ta thấy là mỗi cái, mặc dù đó là một cái tâm, một cái loại tâm thôi, nhưng mà nó làm nhiều phần sự khác nhau. Từ lúc ở cái vấn đề này thì nó làm phần sự này, lúc vấn đề kia làm phần sự kia. Ngay như giờ mình vô công sở mình làm, thì cái cô Nhung, cô vô công sở, vô trường thì cô Nhung được kêu là cô giáo, ha, cô giáo Nhung. Nhưng mà về nhà đâu ai kêu cô giáo nữa, ai kêu cái khác, mà kêu cô Nhung hay là cái gì đó, chứ đâu kêu cô giáo. Vô lớp thì học trò mình làm phận sự, mình làm cô giáo, đứng mình dạy, về nhà mình đâu có làm phận sự đó. Thì cũng vậy, cái lộ tâm ngũ môn là do cái sự khác biệt của cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, liên hệ đến năm căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Liên hệ như vậy nó đi vào trong dòng tâm thức, thì lúc đó cái kháng ý môn nó sanh ra để nó xác định cái cảnh đó. Cảnh đó là cảnh gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nó xác định một cách rõ ràng cảnh đó thuộc cảnh gì. Và cái tâm mà làm việc xác định đó, chỉ có tâm kháng ý môn này có khả năng làm được cái phần sự đó. Bởi vì thứ nhất là nó xác định cảnh, thứ hai là nó mở đường cho cái ý lỗi sao gửi. Nó mở đường cho cái động tốc, đúng không? Nó mở đường cho cái cháo ná nó sanh khởi, tức là nó thuộc về là ý môn mà. Nó mở đường cho cái ý. Còn kháng ngũ môn thì mở đường cho cái lộ ngũ. Là kháng ngũ môn là ngũ song thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, vĩ thức, thiệt thức, thân thức. Thì kháng ngũ môn là đường mở cửa cho ngũ thức sanh. Còn kháng ý môn là mở cửa cho động tốc sanh, thì được gọi là kháng ý môn. Nó vừa làm việc kháng ý môn mà nó vừa làm việc xác định cảnh ngũ. Xác định cái cảnh sắc này, cảnh sắc này đẹp rõ, hoặc là xác định cái âm thanh này, âm thanh đẹp kia nọ. Còn với lộ ý thì khác, là lộ ý là vô nó bụp vô thẳng lộ ý liền ha. Thì như vậy là kháng ý môn lúc lộ ý nó làm cái phận sự là mở đường, mở cửa cho lộ ý sanh khởi. Và lúc đó mình cũng có thể hiểu là nó cũng là một cái loại tâm để xác định cái ý nó phát sanh như thế nào, cũng dẫn đường như thực. Thì như vậy đối với cái kháng ý môn nó có hai cái phận sự, một là xác định cảnh ngủ, hai là mở đường cho cái lỗi, là hai cái vấn đề mà chúng ta cần phải được biết rõ như vậy không? Gì đây? Bốn người phàm khổ lạc vô nhân vô nhân,
có người lạc. Đúng rồi, ghi không bỏ dấu rồi đọc rồi mà. Bốn người phàm là người người khổ là một, người lạc vô nhân là hai, người nhị nhân, phàm nhị nhân và phàm tam nhân là ba. Nhưng mà về tam nhân á, thì nó vừa có phàm tam nhân mà cũng có bậc thánh đó nha. Tam nhân thì có hai hạng, phàm tam nhân và bậc thánh là thuộc về tam nhân. Mà tam nhân mới có bậc thánh thôi, còn nhị nhân trở xuống thì không có. Nhị nhân là chỉ có phàm thôi. Còn người khổ, người lạc, người nhị nhân là chỉ là phàm, nhưng mà bậc tam nhân trở lên là thánh. Tam nhân lên vừa phàm cũng có mà thánh cũng có luôn. Đó là vấn đề như vậy. Rồi, như vậy là hôm nay mình đã học xong cái phần mà lộ ý môn Bình Nhật, phải không? Lộ ý môn thời Bình Nhật, cảnh rất rõ, chính xác không? Lộ ý môn thời Bình Nhật cảnh rất rõ, kỳ sau là mình học tới số 2 là cảnh rõ, nhớ nha, mình nhắc số 2 là cảnh rõ. Rồi, không còn gì thắc mắc không? Quý vị nắm được không? Rồi, do cái phước báo hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cơ thể. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, rồi xin trả mic lại cho MC. Dạ, con xin hồi hướng phước sau khi nghe pháp ạ. Ya de wa ta sang ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình ta tham ma da ne na pha wan tu bu chi ta so thình ka ron te tha vi ha ra man da le he ra cha mạch cha na wa ka cha phi kha vô Saramika dana pati upasaka gamacha desa nigamacha isaram sabbana futa sukhita phawantu te chara bucha ye bicha anda samphawa samseda chata athavo papatika niyanika tham Ma wa rang ba tích cha tê sập bê bi đục kha sắc ca rôn tu sang kha yang tha tu chi rang sa tăng tham mô tham mắt tha ra cha bốc ga la sang khô hô tu sa mắc vô wa a tha ya cha hi ta ya cha am mê rắc kha tu sa tham mô sắp bê bi tham ma cha ri yo Rino vụt thịnh sầm bà bù nây ya Ma thầm ma chi yap ba quê đi tê. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng hiện còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, bài học ngày hôm nay đến đây là chấm dứt. Dạ, con xin xuống mic ạ.
Ngũ ngập nơi tâm trong ngày vị lai